theo chúng ta truyền cho mã lớp nè, tên giáo viên này hai biến đúng không? Cho biết số môn mà giáo viên đã từng dạy. Các em thấy liên quan đến bạn tên giáo viên, liên quan đến bạn giáo viên này nè. Số môn từng dạy là liên quan đến bạn phân công á nè, phân công nè. À, à, rồi coi nha. Bây giờ mình đang viết cái function đúng không em? Viết chữ thường cũng được này, thấy không? Thầy cũng hay quên cái này, thấy không? Rồi. Rồi còn e câu 3 đúng không? Được chưa? A cầm nè. Tên giáo viên. N ba che. 50. Cái này là mình do là mình mà biết mấy cái câu trước rồi mình coi cái kiểu dữ liệu rồi nè. Được rồi, thấy chưa? Rồi phải. À cái này function thì phải sao? Mở ngoặc này đúng không? Rồi ở đây nữa. A cộng mã lớp N cha 10. Cái này là do là mấy lần trước thầy làm rồi nên là ở đây thiếu chữ H nha. Đó. Đó. Rồi sao nữa các em? Return. Mình muốn trả về luôn ha. Return S là kiểu nguyên luôn đi. Nhìn lại đề, nhìn đề coi. Số môn giáo viên đã từng dạy, số môn đếm nha. Rồi. AS begin. E. Được chưa? Mấy bạn. Bạn thêm cứ nói chuyện ngoài. Bạn nghe nói trên hai chưa? Các em nhớ là thầy nói là thầy đưa YouTube luôn. Tên của các em hiện đó lúc mà thầy nói các em á. Đó là các em. Rồi ở đây là số môn từng dạy. À, cái báo biến trước nha. À, à, kiểu số môn từng dạy thì dùng kiểu số nguyên luôn nha. Rồi mình select nè. Các em nhớ là thầy select sau đúng không em? Không. Rồi bảng phân công. Là E, let's join. Tại vì mình chủ yếu là mình đếm ở trong cái bảng phân công nên là đây mình ưu tiên cho bảng phân công. Rồi các bạn là giáo viên B dựa trên. Các em thấy cái dạng này mình tập mình viết hoài đúng không các em? Không. E chấm gì? Bảng giáo viên chữ thường nha, chữ in cũng được nữa. B chấm máy giáo viên, bên đây đều có máy giáo viên hết. Rồi bên đây mình sẽ hiện là số môn nha các em. À, thì mình lấy cái này nè. Đó. Bằng count, nghĩa là đếm. Rồi e chấm mã môn học. Nó xử lý hơi chậm. Rồi mã môn học nè. Các em phải đánh đúng cái chữ ở đây ha. Đó. Rồi nếu mà mình mới đếm như vậy á các em thì là nó chưa được gì hết. Bây giờ mình muốn lập thì mình sao ha. Ở đây mình không cần nút file nữa, tại vì ở đây mình không có xuất ra một cái bảng cột nào hết đúng không các em? Không. Bây giờ mình lập nè, que nè. Rồi e chấm mã môn học nè. À xin lỗi, mã lớp bằng a cộng mã lớp đây nè. And b chấm tên giáo viên, tại vì người ta kêu mình truyền vô tên giáo viên cái này đó. Rồi cuối cùng là return. Return là return cái này nè. Rồi mình chạy được rồi, bây giờ mình khi mình chạy được rồi á thì mình nhấn chuột phải refresh đây. Đó, các em thấy đây nè. Các em thấy tập gia những cái này mình làm nhiều rồi đúng không? Đúng không? Đúng không các em? Thấy là làm nhiều không? Count này biết tại sao đây không rút file không? Tại vì đây mình chỉ đếm xong thôi chứ mình không có lấy. Đó, mình lọc theo hai cái này. Nếu mà các em muốn các em phải rút file theo từng nhóm. Thật ra tại vì lọc theo một tên giáo viên thì không cần rút bài, tại vì theo một. Rồi khi mình làm rồi mình muốn test, mình muốn sort thôi.
phép nha. Print. Rồi, DBO chấm này mình truyền vô nè. Ví dụ như bây giờ các em coi nha, bây giờ thầy truyền vô thử, thầy mở một cái em. Giáo viên đây. Rồi, tên giáo viên là Nguyễn Văn An nhé. Thầy truyền vô tên trước. Rồi, đến mã lớp nè. Thầy mở bảng lớp, thầy mở một cái bảng phân công mà lên thì coi bảng lớp cho nó thật. Rồi, lớp này nha các em. Đây, lớp này đi. À, các em thấy lớp này nè, giáo viên này dạy mấy môn của lớp này nè. Giáo viên không một à. Nhớ là truyền à. Rồi, chạy đây thử. Các em thấy dạy hai môn không? Biết là sao dạy số 2 không? À, nhìn qua đây nè, nhìn các bạn phân công nè các em. Các em thấy không, giáo viên này nè dạy hai môn của lớp này, thấy không em? Thấy chưa? Thấy chưa? Để nó lọc hai. Thấy chưa? Giáo viên 01 nè. Thấy không? Giáo viên Nguyễn Văn An này chính là 01 đó, đúng không em? Đó, nên là mình rồi bây giờ các em viết cho thầy xong cái này là nghỉ. Ai viết xong sớm thì nó vượt về trước á. Các em nhớ là cái nguyên tắc cái này nè, là biến về cứ bao nhiêu biến là phải cách nhau dấu phẩy ở đây nha, nhớ nha, cứ liệt kê hết ở đây. Còn những cái câu lệnh này phải thuộc luôn AS begin end. Cái này là giống như phần thân của cái câu thi vấn ha. Mấy cái vỏ phía ngoài đây là phải thuộc, học thuộc mấy cái vỏ bên ngoài, được chưa? Rồi bây giờ các em viết cho thầy nhé.